em xin phép chào cô chú và anh chị. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube gốm Nhật Xuân Lãng anh chị. Về những sản phẩm bên em lên, anh chị thích món nào đó anh chị nhắn tin hoặc là anh chị điện thoại qua cái số Zalo bên em niêm yết trên kênh nha anh chị, 0913 33 04 69 nha anh chị. Và những anh chị mà không có sử dụng Zalo thì anh chị nhắn tin. Còn nếu anh chị đã sử dụng Zalo thì anh chị cứ chụp màn hình cho những cái sản phẩm đó gửi qua, em tìm rất là nhanh cho anh chị. Anh chị cũng thông cảm là do em like, em thông cảm là anh chị biết sao, một ngày em like tới mấy kênh nha anh chị, cả kể mà em lên kênh YouTube này và em sẽ lên những cái trang Facebook fanpage em bán anh chị. Thành anh chị nếu anh chị mà kiểu như là nó tầm mà qua, nó khoảng chừng tầm mà nó qua 2-3 hôm đó, những cái anh chị mà coi, ví dụ anh chị xem trên cái kênh YouTube anh chị những cái mà món mà anh chị cách đi 4-5 bữa hôm anh chị, anh chị cứ chụp màn hình gửi qua thì em sẽ biết là những cái mã đó em chưa bán nha anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Rồi bây giờ em sẽ báo cho chị là bên em đi đơn 300k nha anh chị, thấp nhất là 300k em đi đơn nha anh chị. Thứ hai anh chị chuyển khoản thì em sẽ bao phí. Còn đơn 500k thì bên em đã bao phí, nếu anh chị trên 500k đó, rồi anh chị chuyển khoản thì em sẽ tặng quà nha anh chị. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái gọi là một cái thố, gọi là tô nắp anh chị. Cái này là có truyện ký, hàng này là vẽ tay 100%, vẽ nổi cộm luôn nha, mới chưa qua sử dụng luôn nha anh chị. Cái này em có là em có số lượng khoảng 5 chiếc anh chị đó, em lên vẫn lên 2 chiếc như thế này, siêu đẹp luôn, dễ thương anh chị, lạ, rất là lạ nha anh chị. Anh nắp đại kích như thế này. Và bây giờ này đường kính của cái này là 13.5 và cao của này là 5.5 nha anh chị, 13.5 cao của này là 5.5. Đấy. Rồi cái này em có một cặp truyện ký thì đầy đủ nha anh chị. Rồi mỗi một cái thố ngũ sắc cốt nặng cốt dày, cái này là cốt nặng nha anh chị, dày nha. À, rồi cái này em bán cho anh chị một chiếc này với giá 150k. 150k một chiếc này anh chị. Vẽ tay 100% nha anh chị. Q21 kêu và nắp lại. 150k nha anh chị, Q21 nha. Nhiều. 150k. Rồi bây giờ em lên cái bầu này anh chị. Cái này là một cái bầu hồng thúy nha anh chị, men hồng thúy nha. Cái này là một cái bình anh chị để rượu cũng được nha anh chị. Cái này anh chị để rượu nè. À, anh chị để rượu nha anh chị. Thứ nhất là anh chị để rượu nó có một cái nắp đậy đậy như thế này anh chị. Là không có bay nha anh chị đó. Tại như em ở như thế này nè, không có bay rượu nha. Cái này tầm một khoảng chừng là hai ủa cái này mình lấy một cái mình để trên cái ông địa mình coi. Cái bên này quên ha. Cái này khoảng chừng 200ml đi anh chị, cái này 200ml đi. Anh chị để trên cái bàn cúng ông thần tài nè. Ồ mấy mình quên ta. Rồi, cái chiếc này đẹp anh chị đấy, em để lên cái này nè, nó khít nha. Nó có một cái lớp mà anh chị, nó khít nè. Không bay rượu nha anh chị. Đó, phải nói là bao. Rồi cái này đường kính này là 12 anh chị. Nó có một cái quay anh chị, nó có này một cái quay cầm anh chị xỏ đây. Rồi đường kính này là 12 nha anh chị. Một cái bầu này đẹp quá luôn kìa. Một cái bầu này em bán cho anh chị 140k một cái bầu này nha anh chị, 140k. Anh chị chốt em mã Q22, 140k một chiếc Q22. Rồi em lên ba chiếc này nha anh chị, ba cái chiếc này. Này chị đấy, cái này là tích xe lon họa tiết là vẽ tay 100% luôn, nổi cộm luôn nha anh chị. Xe lon xe phú quý nè anh chị, hoa mẫu đơn. Và ngay chỗ này nó có một cái thư pháp, dưới này là không có truyện nhân. Dòng này là những cái hàng mà kiểu như ở trên này nó đóng truyện thì dưới này nó không có đóng truyện nha anh chị, đa số là những cái hàng cao cấp cũng vậy luôn. Cái này là đường kính này là 8 nha anh chị, và cao của này là 7. Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị với giá 200k, ba chiếc này xinh đẹp luôn. 200k ba chiếc nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã Q22. Xin lỗi, Q23.
U23 nha chị. Em để một cái này em keo lại nó khỏi bị bể nắp chứ không sao hết nha anh chị. Đấy, em keo lại như này. Rồi U23 200k 3 chiếc nha anh chị, 200k 3 chiếc. Rồi cái này bằng gỗ nha anh chị, cái này bằng gỗ nha. Bằng gỗ. Nên em lên như thế này, nó anh chị lấy mấy chiếc thì em bán mấy chiếc nha. Không phải bắt buộc phải mua hết đâu. Đấy. Gỗ nha anh chị, một cái này bằng gỗ. Gỗ chứ mà họ những cái gỗ bên đây anh chị họ sấy kiểu nào không biết, mà cái này hơi mỏng nha. Ôi lời xin lỗi, hơi nhẹ nha anh chị, nhẹ nha, không phải là mỏng. Nhẹ. Nhẹ nha anh chị, không phải là mica, em báo cái này là gỗ nha anh chị, bằng gỗ nha. Rồi đường kính này là 13. Một cái gỗ này em bán cho anh chị là đẹp anh. Rồi một cái gỗ, miếng gỗ này em bán cho anh chị với giá 30k một miếng gỗ này. Một dĩa gỗ này 30k. Anh chị chốt cho em mã U24 30k một chiếc nha anh chị, U24 nha. U24 30k một chiếc. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là một cái mộc có chân nha chị. Mấy cái này đẹp nè. Mình múc canh, múc canh, múc xào, múc cá. Một người ăn hạt hai, người ăn nó dễ thương anh chị. Có truyền ký đầy đủ, mà cái này là cốt mộc nha. Cốt mộc nha anh chị. Cốt mộc nặng dày, bưng không nắm tay rồi đó. Đường kính là 15. Và cao của này là 5.5 nha chị. Đẹp xuất sắc, mới chưa qua sử dụng, truyền ký đầy đủ luôn. Rồi mỗi chiếc này em bán cho anh chị mộc này là với giá 50k một chiếc mộc này. 50k mộc này nha chị. Có 3 chiếc thôi nha anh chị. Anh chị chốt em mã U25. Mỗi chiếc này là 50k. U25 nha chị, U25. 50k một chiếc, nặng lắm anh chị. Rất là nặng luôn nha. Rồi em lên một cái này dòng chén sứ, xương xương sứ nha anh chị. Đấy, cái dòng này nó mỏng như cái vỏ trứng nha anh chị, mà đẹp, rất đẹp luôn. Anh chị họa tiết nè, viền là viền vàng, họa tiết hoa màu tím, và cái này anh chị trong ngoài đều có nha anh chị, siêu đẹp luôn. Phải nói là bộ này xuất sắc nha anh chị, bộ này đẹp xuất sắc luôn. Này đường kính là 10 và cao của này là 6.5. Đó, những cái này là hàng cao cấp nha anh chị, hàng cao cấp xuất Âu nè. Rồi cái bộ này 5 chiếc này em bán cho anh chị là với giá là 260k 5 chiếc này. Đẹp lắm anh chị, 260k 5 chiếc nha. Đấy, anh chị nhìn nó mỏng nha anh chị, nó mỏng mà nó lại đẹp, rất là đẹp luôn. 260k 5 chiếc. Anh chị chốt cho em mã U26 nha chị, mã U26. Xuất sắc nha anh chị, cái này là mới chưa qua sử dụng luôn. Rồi một cái ly hoa anh chị, một cái ly hoa. Viền là viền vàng nha chị, viền vàng. Ly này đường kính là 8.5 và cao của ly này là 9.2. Đủ loại hoa nha chị. Rồi cái ly này em bán cho anh chị với giá là 70k, và trong này cũng có triệu nha chị, hàng này hàng châu Âu sao đó. Trong này cũng có triệu nha chị, và dưới này cũng đóng triệu. Và dưới này cũng đóng truyện 70k cái ly này. Anh chị chốt cho em mã U27 70k. Mình sẽ kê cho mình. Rồi cái này là bình sake nha chị, bình. Bình này em có 5 bình nha chị, bình sập nha. Bình này là đường kính này là 12.5. 12.5 nha chị, đấy 12.5. Bình này em bán cho anh chị mỗi cái bình này là với giá 40k một bình. 40k một bình nha chị, 40k. Anh chị chốt giùm em mã U28, mỗi bình này là 40k, U28. Anh chị một anh em lên như thế này, anh chị một bình cũng được, hay anh chị chốt hai bình cũng tùy anh chị nha. 40k một bình U28.
Rồi cái này anh chị, anh làm, anh chị làm cái khay trà nha anh chị, anh chị làm cái khay trà. Cái này đường kính là 29 nha anh chị, viền là viền sô cô la, cao của này là 4. 29 cao là 4 nha anh chị. Cái này anh chị làm cái dầm trà, cái khay trà nha anh chị. Cái này là dày cốt nặng chứ không phải là mỏng nha anh chị. Cái khay này em bán chị là 29 nha anh chị, 100. Cái này em bán cho anh chị 100k. Anh chị chốt em mã Q29 100k, Q29. 100k anh chị Q29 nha. Rồi em lên một cái dĩa cá chép nha anh chị, cá chép nha. Vẽ tay nha anh chị, cái này là vẽ tay nha. Mà em bán chị nó có, anh chị nhìn cái những cái dòng trắng trắng như thế này thì nó có một hai vết xước nha anh chị, nhìn nói chung không có đáng kể. Mà cũng phải báo cho anh chị nha. Và phía sau nó có truyện ký đầy đủ và hai đáy. Đường kính dĩa này là 31 nha anh chị, và cao của dĩa này là 3.2. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị với giá là 300. Dĩa này em bán cho anh chị với giá là 320k. Q30 nha anh chị, 320k Q30. Q30 nha anh chị. Rồi em lên một cặp dĩa này anh chị, một cái cặp dĩa này họ sẽ kiểu như là phong cảnh của Nhật nha anh chị, phong cảnh của Nhật. Và một cặp như thế này. Một cặp như thế này nha. Để tay. Và phía sau này cũng có truyền nha anh chị, đây là chuẩn Nhật nha anh chị, chuẩn hàng Nhật nha. Viền là viền vàng nha anh chị, đường kính của dĩa này là 27. Đường kính của dĩa này là 27 nha anh chị. Rồi một cặp này em bán cho anh chị với giá là 240k một cặp như thế này. 240k Q31. 240k nha anh chị, Q31 nha. Q31 240k. Rồi em lên một cái dĩa sơn thủy nha anh chị, một cái dĩa sơn thủy men lam vẽ tay nha anh chị. Và cái này là sau này là không có truyện. Cái này đường kính này 32 anh chị, và cao của này là 3.4. Ba, cái này cao là 3 nha anh chị nói. Rồi cái dĩa này. Rồi dĩa này em bán cho anh chị với giá là 500k. 500k dĩa này Q32. 500k nha anh chị, cái này đã giảm giá rồi nha anh chị, 500k. Sale giá Q32 nha anh chị, Q32. Rồi em lên một cái anh soạn cái đống này đưa gửi chụp cho chị ấy cái quên đi chứ. Rồi cái này là một cái rốt nha anh chị, một cái rốt. Rốt wine anh chị. Cái này là họa tiết, cái này là cái trong cái rốt này là cái gọi là cái ly, không phải cái rốt anh chị, cái ly nha. Ly nho xanh lam ở ngoài luôn, đẹp, rất là đẹp anh chị. Và cái này là hàng xưa nha anh chị, cũ, nói chung là hàng cũ nha. Cũ gọi là xưa chứ không phải là cũ, là chưa qua sử dụng rồi là cũ. Và cái này anh chị, trong cái này là có truyện ký đầy đủ nè anh chị. Và trong này là có chấm chấm, những cái lỗi là cái này làm tay nha anh chị, nó có chấm chấm như thế này nè. Và sáng quay đẹp, rất là đẹp. Cái này đường kính này là 12 và cao của này là 7.5. rồi 100k nha chị, 100k.
100k. Anh chị chốt giùm em mã Q33 100k, Q33. Q33 100k. Rồi em lên một chiếc này anh chị, cái này một chiếc nha. Xưa lam anh chị. Đường kính này là 19 anh chị và ngang của này là 12. Rồi cái này em bán cho anh chị một chiếc này với giá là 50k một chiếc này. 50k Q34 nha anh chị, 50k Q34. 50k Q34. Rồi cái này là một cái bình rốt nha anh chị, bình này là bình rốt nha, màu đen nâu, màu đen nha anh chị. Đường kính này là 7 và cao của này là 9.5. Rồi cái này em bán cho anh chị với giá 50k. Q635 nha anh chị, Q35 50k chiếc này, Q35. Rồi em lên anh chị, cái này là gộp 4 cái chén này anh chị. Thật tình là ví dụ họ bên đó họ ăn lẩu, mà mình ở đây mình kiểu như mình bỏ những cái viên đá cũng được anh chị, uống cà phê nè. Mình bỏ những cái viên đá uống cà phê cũng được nha anh chị, mình nó qua thêm không? Đấy. Rồi cái này em có 4 chén lẩu anh chị, 4 chén lẩu nha. Đường kính chén lẩu này là đường kính 12 1. Cái này đường kính 12 toàn bộ nha anh chị, và cao của này là 5.5, cao của này là 4. Rồi 4 chén này em bán cho anh chị với giá là 4 chiếc nha anh chị. 4 chiếc này 90k. Q35 nha anh chị, 4 chiếc này 90k Q35. Cái này sale giá. Xin lỗi, Q36 nha anh chị, Q36. Rồi cái này là một cái bình cô gái nha anh chị, một cái bình cô gái nhỏ. Bình này là đường kính này là 2.5 và cao của bình này là 3.2. Rồi cái bình này cô gái này em bán cho anh chị với giá 200k. Q37 nha anh chị, 200k Q37. 200k Q37. Lam, hai tô lam á. Đây nè. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một là dĩa. Cái này là dĩa trẹt nha anh chị, dĩa trẹt, gọi là dĩa trẹt và ly là cái tô là tô. Alo xin lỗi. Dĩa là dĩa trẹt nha anh chị và tô là tô cạn lòng nha anh chị. Cái này em có một cặp, đường kính là 16 và cao của này là 4. Đường kính 16 nha anh chị, cao của này là 4. Rồi cặp này em bán cho anh chị một cặp như thế này. Rồi cặp này bán cho anh chị với giá 100k. Cặp này là 100k nha chị, anh chị chốt giùm em mã Q38 nha chị, Q38 100k cặp này, Q38. Rồi cái này anh chị một cái cặp hoa, một cặp hoa nha anh chị, hoa tulip nha. Cặp này là dòng xứ xương nha anh chị, rất là mỏng. Dòng rất mỏng nha anh chị, mỏng nha. Mỏng mà rất là nhẹ nha anh chị, cặp này siêu đẹp luôn. Và nó là cặp này xuất sắc. Hoa này vẽ cộm luôn nha anh chị. Đường kính ly này là 8 và cao của ly này 11, dòng xứ xương nha anh chị. Anh chị nhìn những cái dòng xứ xương là những cái dòng cao cấp nha anh chị, dòng men cao cấp. Rồi một cặp này em bán cho anh chị với giá là 150k một cặp như thế này. 150k nha anh chị. Cái bộ ly này đẹp lắm anh chị. 150k Q39. Q39 nha anh chị, đẹp xuất sắc luôn. Cái này em bao đẹp luôn nha. Q39.
Rồi, một cái ly nha anh chị, cái này là xin lỗi, một cái chén nha anh chị, chén này là chén rồng phụng nha anh chị, chén rồng phụng. Một bên rồng và một bên phụng nha anh chị, cẩn thận. Đó anh chị đó. Chén này là nó là xưa chứ mà cái này là mới chưa qua sử dụng luôn nha anh chị. Chén là chén xưa mà mới thì chưa qua sử dụng, mới lên kem luôn. Chén này đường kính này là 12 và cao của chén này là 5.5 anh chị, chỉ có 3 chiếc nha. Những cái dòng này mà siêu tầm có 10 chiếc là ok lắm anh chị. Rồi cặp này 3 chiếc này. Rồi cái này em bán cho anh chị 3 chiếc này 180k. Mỗi chiếc này là 60k, 3 chiếc 180k. Anh chị chốt em mã Q40. 180k anh chị, Q40 nha. Rồi cái này anh chị, cái này là em có là 4, cái này anh chị, anh chị làm cái này là một men lam. Cái này là một men lam nha chị, một men lam. Men vừa men lam mà vừa là men tiêu nha chị, vừa men lam vừa men tiêu. Đó, cái này em có 6 chiếc anh chị. Đường kính này là 10 và cao của này là 2. 10 cao là 2 nha chị. Rồi 6 chiếc này em bán cho anh chị là đẹp, rất là đẹp nha anh chị. 100k. 100k hàng vỡ tay nổi cỡ 100% luôn. 100k anh chị chốt em mã Q41, 100k Q41. Rồi em lên một cái cặp phu thê nha anh chị. Một cặp này là phu thê. Khỉ nha chị, nhà khỉ nha. Một cặp phu thê viền vàng mới 100% mới nha chị, nói chung mới 90% và cũng có truyện ký đầy đủ về xanh coban. Xanh coban nha anh chị, cặp phu thê xanh coban. Miệng ly là 5.5 và cao của ly là 9. Còn cái chiếc lớn là đường kính là 6 và cao của này là 9.5. Rồi cái này em bán cho anh chị là một cặp này với giá là 270k một cặp phu thê này. 270k. Anh chị chốt cho em mã Q42. 270k chị Q42 nha. Rồi em lên một cái bình rượu anh chị, một cái bình rượu nha. Bình này là bình Âu, chuẩn Âu. Và cái bình này là không có nắp nha anh chị, bình này nguyên thủy của nó là không có nắp. Và một bình này có 2 ly nha anh chị, một bình này có 2 ly. Bình này là dung tích là khoảng chừng 800ml nha anh chị. Dung tích là 800ml. Bình này là cao là 23 nha anh chị, bình cao 23 và ngang của bình này là 13. Ly là đường kính là 4.5 và cao của ly này là 5. Rồi một cặp này anh chị, một cặp này em bán cho anh chị xin lỗi, một bình với là 2 ly. Rồi bộ này em bán cho anh chị 800k. Âu nha anh chị, cái này là chuẩn Âu luôn nha. 800k bộ này. Anh chị chốt em mã Q43. Bình này không có nắp nha anh chị, Q43 nha, 800k. Rồi em lên cái này nha anh chị, dĩa Puraga. Dĩa Puraga viền vàng nha anh chị, viền vàng luôn nha.
Đường kính dĩa này là 15.5 và cao của dĩa này là 2.5. Rồi cái này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Rồi ba dĩa này anh chị Furaga nha anh chị. Em bán kịp viền nó hơi phai một xíu nha anh chị. Rồi ba cái Furaga này em bán cho anh chị với giá 200k. Q44 nha anh chị, 200k Q44. Rồi em lên một cái này anh chị, bộ này 5 dĩa nha anh chị. 5 dĩa. Viền là vàng nha anh chị, viền dĩa này là viền vàng. Đường kính dĩa này là 14 nha anh chị và cao của dĩa này là 2. 14 cao là 2 anh chị. Cái này là có truyện vàng luôn nha anh chị, truyện vàng như thế này. Rồi bộ này 5 chiếc. Viền hơi phai một xíu nha anh chị. Rồi 5 chiếc này em bán cho anh chị với giá 170k, dĩa này siêu đẹp luôn. 170k hoa nổi nha anh chị, hoa nổi cộm như thế này nha. Anh chị chốt giúp em mã Q45. Q45 nha anh chị. Q45 giùm em. Rồi em lên bộ này nha chị, bộ lam sale giá luôn nha chị, 1 2 lam, 3 chiếc lam, 4 5 chiếc, 6 chiếc, 7 chiếc, 8 chiếc, 9 chiếc. Rồi bộ này là 10 chiếc anh chị, 10 chiếc lam như thế này. Đấy, tổng là 10 chiếc, toàn là bộ là đẹp nha anh chị. Đường kính chiếc lớn nhất là 17.5. Còn có 3 chiếc nhỏ đường kính là 10. Còn cái này là tầm là 17 nha anh chị. Đấy. Tô, 3 cái tô nha anh chị đấy. Bộ này em bán cho anh chị tổng là 10 chiếc. Em sale giá cho anh chị 10 chiếc này. Rồi em sale giá cho anh chị 210k bộ này. 210k. 210k. Đúng rồi, lấy cái đi. Anh chị chốt em mã Q46 210 không? 210k Q46. Anh chị Q46, anh chị nào chốt cái mã này, em tặng cho anh chị một cái ly nữa nha anh chị. 210k Q46 tặng cho anh chị một cái ly. Mã này, chúc mừng anh chị những cái chốt được mã này nha. Rồi. Q46 210k. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.